Diên thông thiệt thức Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử. Kinh văn: Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con từ nhiều kiếp đến nay được biện thuyết không ngại. Con tuyên thuyết các pháp khổ không thâm đạt tướng chân thật. Như thế cho đến các pháp môn bí mật của Như Lai nhiều như các sông Hằng, con đều dùng phương tiện khai thị ở trong chúng. Con đạt được sức vô úy. Giảng giải: Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử là tên gọi theo họ cha và họ mẹ. Phú Lâu Na có nghĩa là mãn, đó là họ của cha. Di Đa La Ni có nghĩa là từ. Buddha có nghĩa là con, tử. Thế nên tên của Ngài có nghĩa là con trai của người có lòng từ rộng lớn. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con từ nhiều kiếp đến nay được biện thuyết không ngại. Có bốn loại biện tài vô ngại. Thứ nhất, pháp vô ngại biện, có năng lực giảng nói các pháp một cách viên dung vô ngại. Thứ hai, nghĩa vô ngại biện, có khả năng giảng nói nghĩa lý các pháp dung thông vô ngại. Thứ ba, từ vô ngại biện, có năng lực sử dụng một câu, một lời nói mà diễn bày vô lượng nghĩa lý mầu nhiệm một cách vô ngại, lại có khả năng đem vô lượng diệu nghĩa quy nạp thành trong một lời nói, một câu chữ. Thứ tư, nhạo thuyết vô ngại biện, có năng lực tùy thuận niềm hỷ lạc của mọi chúng sinh, khéo léo dùng các phương tiện để thuyết pháp cho mọi người nghe mà không mệt mỏi nhàm chán. Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử không giống như Châu Lợi Bàn Đà đã từ chối giảng pháp khi mình đã là một vị Tam Tạng Pháp Sư, và quả báo là ông ta đã bị ngu đần. Phú Lâu Na không như vậy, rất hoan hỷ trong việc giảng pháp. Con tuyên thuyết các pháp khổ không thâm đạt tướng chân thật. Ngài giảng giải rõ ràng về bản chất vô thường, khổ, không, vô ngã của các pháp, cho đến giải thích rõ ràng diệu lý chân như thực tướng của các pháp. Thực tướng tức là vô tướng, nhưng chẳng có pháp nào là chẳng có tướng. Như thế cho đến các pháp môn bí mật của Như Lai nhiều như các sông Hằng, con đều dùng phương tiện khai thị ở trong chúng. Phú Lâu Na có thể giảng nói về các pháp bí mật vi diệu của Như Lai và khiến cho họ thâm nhập nghĩa lý sâu mầu. Con đạt được sức vô úy, con đã thành tựu được năng lực nhạo thuyết biện tài và vô úy. Kinh văn: Thế Tôn biết con có tài năng giảng thuyết, nên dùng pháp luân âm thanh dạy con tuyên dương chánh pháp. Con theo giúp Phật chuyển pháp luân, nhờ pháp âm như tiếng sư tử mà con thành A-la-hán. Thế Tôn ứng chứng cho con là thuyết pháp bậc nhất. Giảng giải: Phú Lâu Na thành tựu đạo quả là nhờ thiệt thức. Ngài được như vậy là nhờ siêng năng giảng pháp. Thế nên quý vị thấy, có thể ngộ đạo và chứng quả nhờ siêng năng giảng pháp. Tất cả việc cần làm là quý vị đi sâu vào pháp môn mình đang hành trì. Hãy quyết định dứt khoát một pháp môn và tu tập thật siêng năng. Đừng tán loạn tâm ý khi tu tập. Ngày nay áp dụng phương pháp này, ngày mai đổi sang pháp môn kia, rồi ngày sau đổi ý, chọn phương pháp khác nữa. Khi thay đổi như vậy, quý vị chỉ phí thời gian vô ích,
và quý vị không bao giờ thâm nhập vào một pháp tu nào cả. Quý vị phải chọn dứt khoát một pháp môn và tinh cần công phu vào pháp môn ấy. Thế Tôn biết con có tài giảng thuyết, nên dùng pháp luân âm thanh dạy con tuyên dương chánh pháp. Không có người nào có thể tranh luận hơn Phú Lâu Na. Khi Ngài giảng pháp, âm thanh tròn đầy, vang vọng rất mạnh. Với số đông chừng 1.000 hay 1.000 người, cũng chẳng cần micro hay loa phóng thanh, họ vẫn có thể nghe được rất dễ dàng. Đức Phật dạy con hay giảng kinh và thuyết pháp. Con theo giúp Phật chuyển pháp luân, nhờ pháp âm như tiếng sư tử mà con thành A-la-hán. Con sẽ tuyên dương giáo pháp của Đức Phật, lời giảng của con như tiếng gầm của loài sư tử. Khi sư tử rống lên, các sinh vật khác đều sợ hãi. Khi thiên ma và ngoại đạo nghe tiếng rống này, chúng đều quy phục. Thế Tôn ứng chứng cho con là thuyết pháp bậc nhất. Kinh văn. Đức Phật hỏi về Viên Thông: con dùng pháp âm hàng phục ma oán, diệt sạch các lậu hoặc, đó là phương pháp tốt nhất. Giảng giải. Đức Phật hỏi về Viên Thông: với lời nói, con diễn bài pháp âm hàng phục ma oán. Con hàng phục thiên ma và chuyển hóa ngũ dục, tài sắc danh thực thùy. Năm món dục này là kẻ cướp lấy sạch tài sản quý báu của con người. Theo phương pháp này, con diệt sạch các lậu hoặc, đó là phương pháp tốt nhất. Con dùng thiệt thức, con tuyên bày diệu pháp, đây là phương pháp thù thắng nhất. Ha ha ha, 问三摩地娑。